Tôi chúc mọi người có một đêm nghe nhạc thật là ấm áp bên cạnh bạn bè và người thân của mình. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Vừa một khúc đầu tiên, Cheers Man xin gửi tặng đến tất cả mọi người là một sáng tác được mang tên Nothing Gonna Change My Love For You. Xin mời cùng lắng nghe. Thank you.
buồn vui lẫn lộn, buồn sôi động, buồn sôi động, vui sôi lắng, nửa về vui nửa về buồn, nhưng mà khó vậy. Mình nói thử cái tên nếu mình biết gì hết. Bài gì vậy? Mèo á. Bài đó lát rồi có người hát cho em nghe. Lát rồi có người hát bài đó cho em nghe. Và đó em biết nó mà nó không có biết em mọi người. Với dưới đây ai mình đang cô đơn không ạ? Ai đang cô đơn mình giơ tay ra được không ạ? Trời ơi, hồi cô đơn luôn. Ai mà từng đi xem phim một mình rồi ạ? Một đống luôn. Gương là một mớ luôn. Bữa sau mình làm hình hội mình đi coi phim chung với mọi người. Có ai mà từng đi karaoke một mình không? Mình không có điều kiện đúng không? Sáng tác tiếp theo dành tặng riêng cho những người cô đơn và dành tặng chung cho tất cả chúng ta. Sáng tác và nhạc sĩ Hứa Kim Trì, ca khúc được mang tên Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu. Cảm ơn các bạn. Sao mình không gạt bỏ đi?
xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh chưa từng nghe đến bài đâu. Giữa ngân hàng nhưng chúng ta cũng ngồi đây chia cùng nhau không mọi người. Dạ nghe ngọt dữ. Một khúc tiếp theo ạ, một sáng tác mang tên Lũng Lơ, xin mời mọi người lắng nghe. Muốn bài cái bài nó bài gì? Lũng Lơ nhưng mà nhầm cháu Hào, cái ông nội. Nếu mình thì mình cứ đây mình rap rồi. Ngày trôi dài hơn đêm, đôi ta chỉ mong nhau. Đừng thao lạc mây trôi, buông lời niềm tin quá buồn. Lưu trường giữa bao hạnh phúc mới. Đừng lỡ tình yêu cũ. Chạy theo ngàn đau thương, con tim này đã héo mòn. Chẳng biết mẹ như xưa, nước mắt giờ trôi theo vết thương. Đốt sạch hết hàng ngày đã có nhau, giờ đã chết.
trên sân người đến với giọng ca của Kiều Minh. Mọi người cho bạn một tràng tay thiệt lớn được không ạ? Sẽ được đào dành tặng các quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với một bài hát đến từ nhạc sĩ Trịnh Kim Tiên với tựa đề Chưa Bao Giờ. Xin mời quý vị cùng đến. Love song.
xin tiếp hay là vui ạ? Vui. Vâng, một phẩm xin tiếp ạ. Xin mời mọi người cùng đến với một sáng tác đến từ sĩ Vũ Huy Hoàng với tựa đề Rời Bỏ. Xin mời mọi người cùng ai bước hai này nhỉ, hát chung với em được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn mọi người rất nhiều. Yes.
đi rồi thì mình vui được không ạ? Không. Dạ vui được đúng không? Không. Anh nhạc sao ạ? Anh nhạc đám cưới đó. À, mình sắp lấy chồng hay sao ạ? Vậy là muốn là ngày mai người ta lấy chồng hay sao ạ? Thôi nãy giờ suy rồi, đừng cuộc sống, đừng làm cuộc sống thêm bế tắc hơn nữa được không ạ? Và một bài hát về đám cưới xin được gửi tặng lời chúc mừng cho bạn gái xinh đẹp của chúng ta. Xin mời quý vị cùng đến với một bài hát với chủ đề Can't Take My Eyes Off You. Xin mời quý vị. Just
sự không khí, xin mời quý vị cùng đến một giọng ca nữ của Cheers Band. Xin mời tiếng hát của bạn Nam Nhi. Mới vô xong mình hát cái gì tiếp không ạ? Dạ. Có hả? Có mà sao em hẹn quá vậy? Yêu tiếp mà mọi người. Dạ mới có tiếp theo thì không biết là ở phía dưới mọi người. Ở nhà mình đang có hai chị em phòng luôn. Cô đơn. Dạ ai chờ? Chủ chờ. Chủ chờ tới chị luôn. Dạ, thì một bài hát cũng hơi yêu đương thấm thiết một xíu nha, những cô đơn mình lại yêu thích những hát bài thiên tai thất tình rồi đó cho. Dạ. Bây giờ trong bài hát này thì xin kính chúc những người chưa có ai chờ. Sau khi mình ra khỏi bên nơi mình có người để chờ được không ạ? Và sáng tác của ca đơn được mang tên có em chờ, xin mời người có nghe. Chứ là mọi người biết là nói chung mấy chuyện này. Từ lần đầu tiên tay
đủ rồi hả? Rất là vui. Em cưới nè, em cưới ra chỉ là không cùng nhau mà vui chưa? Bà hát cái mình đi hát nó hơi kỳ kỳ. Lên luôn. Tới luôn. Anh nói là thích chị rồi đó. Làm đi với mọi người. Vậy các bạn anh em cũng biết chút chút thôi nha mọi người. Nên là nếu không có sơ sót thì mình mong mọi người đó. Chị đáng nghe luôn chị. Chia hai, ta nói xa lời dần dần làm ta đã không thể.
chưa hả? À, giải hát cho tay được không ạ? Dạ. Những câu hỏi khi sai hả? Dạ rồi, chưa bao giờ sai. Em biết là gì? Thank you.
xúc động một xíu nha mình. Thất tình chết rồi. Thôi đổ cái nha mọi người. Đừng một chiều nữa. Chút nữa nha. Nhớ đợi em chút nữa nha. Đừng một chiều. Chưa có gì cũng cũ nữa. 24 giờ. Đó, mọi người. Vui đi mọi người, vui một xíu đi, chút nữa anh buồn lại nha. Em cứ miền tay 2 phút thôi. Lên đó mình ngồi cho em nữa. Chết là mà thủ không à. Cô lên lại đấy. Cô lại đợi. Em đi anh. Chủ đợi anh. Vậy đám cưới à. Em cưới miền tay mà. Vui nào vui này, cưới vui luôn á. Con tim anh.
Dạ vâng, lời đời vừa nói đầu tiên cho Tâm Phúc được gửi lời chào đến toàn thể quý vị có mặt tại Bình Minh ơi trong buổi tối ngày hôm nay. Và với ca khúc tiếp theo thì cho Tâm Phúc được gửi đến toàn thể mọi người một ca khúc chắc là rất là lâm ly bi đát ha. Một nhạc phẩm được mang tên Rất Lâu Rồi Mới Khóc. Mọi người cùng lắng. Chiều nay mưa giông ở đâu
vẫn cứ trao thương như rất lâu rồi. Anh mơ ai cùng tâm trẻ là cũng đúng rồi. Thank you. Thôi thì tí nữa mình buồn sơ sát hơn nữa nhé mọi người, được không ạ?